kính mời quý vị dâng ngày cho Chúa qua 5 phút suy niệm và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, được biên tập bởi Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn mọi tình yêu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Chúa ơi, nguyện xin Chúa ngự đến, lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới tâm hồn con, xin đổi mới trái đất này. Ngày 9, nhận ra thánh ý Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Con tin rằng còn có rất nhiều, nhiều hơn những gì mắt con nhìn thấy, nhiều hơn những gì con nghe ngoài đường, hơn nhiều những gì cảm xúc của con gợi lên. Con muốn tin vào thiên quốc đang ở giữa con. Con muốn tin rằng ngoài nỗi đau là sự an ủi của Ngài. Vượt trên những thất bại của con, có một niềm hy vọng vĩnh cửu. Vượt trên sự vấp ngã, có Ngài đang gọi con. Ngài mời gọi con, Ngài đang chờ đợi con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, để con có thể nhìn thấy điều đó, điều mà mắt thường không nhìn thấy được, để vượt lên trên vẻ bề ngoài của những người khác. Con có thể nhận ra rằng họ là hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Họ thật thiêng liêng và đều là những người được Ngài yêu thương vô hạn. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, để trong mọi khó khăn, con biết nhìn thấy những cơ hội mới, để con có thể nhận ra mầu nhiệm trong những kế hoạch thiêng liêng của Ngài. Chúng vượt xa tất cả những kế hoạch của con người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, tuôn đổ ánh sáng siêu nhiên của Ngài, để con có thể nhìn thấy trong cấp độ khác, mỗi lần một cao sâu hơn. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn mọi tình yêu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn mọi tình yêu Chúa, và xin